được không? Trời bán quá, 2 cây xanh. Bà kêu không chịu ghê. I quit. Chia sẻ cái cảm xúc sau khi mà xem phim chị Hai Phượng ạ. Cái cảnh khúc cuối phim nó vẫn còn gây ấn tượng với mình, khi mà cái cảnh giữa hai mẹ con, mình không muốn nói cái chuyện gì nó xảy ra rồi các bạn nó làm giống như là báo trước cho các bạn coi phim không hay, nhưng mà mình rất là thích cái cảnh cuối giữa hai mẹ con, cảm động. Tại vì đây đúng là đó là một phim hành động, nhưng mà trong phim hành động để mà có cái giá trị cho khán giả thì nó theo mình nó phải có một cái gì đó đem lại cái cảm xúc để cho nó có cái độ dày của cuốn phim, thì thời chí thì Hai Phượng đã làm được chuyện đó. Dạ. Anh sau khi mà xem phim của chị Ngô Thiên Danh xuất đó thì anh cảm thấy đã mắt chưa? Đã mắt với cái bộ phim gì ạ? Có rất là nhiều cảnh đã mắt, như là cảnh làm hành động rất là bén, là hay, mình cũng thích lắm. Dĩ nhiên là nghệ thuật thì là sáng tạo thôi, và cũng tùy theo khán giả. Theo mình thì nó rất là tốt. Dạ, có cái cảnh nào mà anh ấn tượng cho đến bây giờ anh ra khỏi rạp rồi mà anh vẫn còn nhớ hoài không? Thì mình vừa nói là cái cảnh cuối giữa mẹ con. Dạ, thì từng diễn xuất với lại đóng phim chung với chị Ngô Thiên Danh thì anh thấy là giữa thực tế ở ngoài đời với lại là ở trong phim thì thấy chị Ngô Thiên Danh ở ngoài đời với trong phim hả? Trong phim thì nhân vật Hai Phượng hay nhân vật nào? Nhân vật Hai Phượng với ngoài đời thì cũng không giống nhau gì mấy, ngoài cái phần mà rất là người rất là mạnh mẽ. Dạ, thì nói chung là phim Việt Nam của mình thì ít về phim hành động, mà hành động thì nó cũng không có thành công nhiều á. Thì sau khi mà anh xem phim Hai Phượng thì anh thấy sao về phim Việt Nam của mình làm cái phim hành động ạ? Thấy mình Việt Nam làm ít phim hành động thì nó có nhiều yếu tố trong đây. Một trong những yếu tố đó là rất là khó làm và nó mắc tiền hơn là phim hài hay là tâm lý xã hội vân vân. Và nếu mà ai đó làm được một phim hành động thì trong cái là điện ảnh Việt Nam thì là một cái đã đáng khen rồi. Chưa biết là mình chưa nói là phim hay hay phim hay nhiều hay ít, nhưng mà dám làm là đã là một cái đáng khen. Dạ, nhưng mà sau bộ phim này thì chị Ngô Thiên Danh sẽ dừng lại về phim hành động, thì anh có cảm thấy tiếc nuối hay không? Tại vì chị quá thành công. Thật sự thì phim hành động làm rất là mệt, nhưng mà nếu mà quyết định dừng lại thì mình cũng hiểu. Tại vì mỗi một phim làm, nhiều khi làm tới nửa phim mình còn nói là mệt quá, phải biết chi vậy, đừng có làm phim hành động mà đi làm cái phim nào ở trong cái khách sạn 5 sao hay gì đó, chỉ ăn uống thôi, ví dụ vậy. Thì nhưng mà phim hành động thì nó rất là đòi hỏi về cái ngoài cái phần diễn xuất tâm lý y chang như những phim khác thôi, nhưng mà nó còn đòi hỏi thêm phần tập luyện rồi bao nhiêu cái bối cảnh cực khổ, máu me, nóng, đau đớn, đủ thứ hết, nguy hiểm. Nên mình thấy ok. Dạ. Rồi thì anh kêu gọi mọi người ra rạp để xem phim Lian ạ. Thì như nãy mình nói về phim hành động Việt Nam là rất là hiếm.
và càng hiếm hơn là một phim có những cái cảnh hành động mà nó gây cuốn, hấp dẫn và có những cái cảnh tâm lý, tình cảm ở trong đó nó làm động lòng mình. Nên nếu mà là một fan hâm mộ điện ảnh thì nên xem hai phần. Dạ,